Xin chào các bạn thân mến, rất vui khi được gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và hôm nay mình làm video chia sẻ đến các bạn, đó là mình sẽ đăng ký một cái hosting để mình làm website. Và ở dưới video này mình có để một đường link để các bạn đăng ký để nhận được ưu đãi giảm giá. Để các bạn đăng ký được cái hosting thì các bạn cần phải có một cái thẻ Visa. Mình đang sử dụng cái thẻ Visa là Vietcombank. Các bạn đi ra ngân hàng, các bạn đăng ký là các bạn sẽ có được một cái thẻ Visa như thế này để các bạn thanh toán quốc tế. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn làm sao để các bạn nhận được ưu đãi giảm giá khi mà các bạn làm theo video của mình chia sẻ. Để các bạn đăng ký một hosting giá rẻ thì mình chia sẻ cho các bạn. Đầu tiên, các bạn vào trong website là nguyentrọnghiển.com và các bạn chọn vào cho mình ở đây là học làm web free. Các bạn sẽ chọn vào đây. Các bạn sẽ dẫn tới một cái website như thế này. Đó chính là trang website là media.nguyentrọnghiển.com. Bên đây mình có để một banner của một cái hosting. Thì các bạn sẽ chọn vào trong đây. Các bạn sẽ chọn vào trong cái banner ở đây nè. Đó, các bạn sẽ chọn vào. Thì các bạn sẽ dẫn tới một cái trang web hosting. Các bạn nhìn thấy, các bạn sẽ đăng ký là cái gói là Business Hosting. Là nó giảm giá là 75% khi các bạn đăng ký theo hướng dẫn của mình. Các bạn sẽ chọn cho mình EduCard. Các bạn sẽ đăng ký theo cái số tháng. Ở đây mình chọn là 12 tháng, 24 tháng hoặc là 48 tháng. Rồi bây giờ mình sẽ chọn là 12 tháng. Mình chọn 12 tháng, thanh toán là một tháng là $6.99. Rồi các bạn nhìn thấy nè. Ở đây là internet miễn phí ha các bạn. Cloud fair miễn phí hết ha. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái tên miền miễn phí của mình. Các bạn sẽ chọn vào đây. Và các bạn chọn phía sau. Cái đuôi á là .com nha các bạn. Rồi mình sẽ để là Trọng Hiển, cái tên của mình nha. Rồi các bạn sẽ search, các bạn tìm kiếm xem có ai sử dụng chưa. Nếu chưa sử dụng thì mình sẽ đăng ký. Rồi như vậy là các bạn nhìn thấy tên miền của mình là chưa có người sử dụng ha. Đây, là mình sử dụng 1 năm. Rồi ok, bây giờ mình sẽ check out ha các bạn. Mình sẽ check out, đăng ký tài khoản. Bây giờ mình sẽ đăng ký là Lê Thị Nga. Rồi email, rồi password, cái email là tài khoản của các bạn đăng nhập vào luôn nha các bạn. Rồi các bạn chọn là create account check out, các bạn chọn vào, các bạn sẽ chọn vào cho mình là visa các bạn, visa card. Rồi bây giờ mình sẽ thanh toán nha. Bây giờ mình sẽ thanh toán. Rồi mình sẽ nhập thẻ Visa vào 45240418844479. Rồi ok, mình kiểm tra lại đúng chưa. Rồi mình sẽ nhập CVC code, các bạn bảo mật nha các bạn. Ở đây mình sẽ nhập vào. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là thanh toán nha các bạn. Bây nào, các bạn sẽ đợi một chút xíu, nó sẽ gửi về một cái tin nhắn nha, nó xác minh. Rồi, bây giờ là mình đã nhận được cái tin nhắn rồi ha các bạn. Điền cái mã OTP này vào nha các bạn. OTP vào 76643. Ok, bây giờ mình xác nhận nha. Rồi, các bạn nhìn thấy nè. Chúng tôi đã xác thực thành công giao dịch của bạn nha. Rồi, các bạn đợi một chút xíu nha. Rồi, bây giờ là các bạn đã đăng ký thành công ha các bạn. Các bạn đã đăng ký thành công rồi. Nó báo về ha các bạn. Rồi như các bạn xem đây, mình đã đăng ký thành công rồi nha các bạn thân mến. Đây này các bạn, là tổng hết luôn. Cái đơn hàng của mình là $83 ha các bạn. Như vậy là các bạn đã đăng ký thành công cái hosting ha các bạn. Đây các bạn sẽ nhận được email như thế này. Ở đây các bạn sẽ chọn cho mình là cần trên panel ha các bạn. Các bạn sẽ chọn vào đây. Rồi bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình là phần setup nha. Chọn vào đây. Ở đây các bạn điền thông tin nha các bạn. Các bạn điền thông tin. Đây các bạn sẽ điền thông tin. Rồi ở đây mình sẽ để là địa chỉ nha. Chị mình quận 12 ha. 700.000. Rồi Việt Nam nha. Mình để đây là Việt Nam. Rồi số điện thoại, số điện thoại mình sẽ đặt ở đây 0972
7 3 1 6 2 7 4 9. Rồi, company. Rồi, mình để là setup. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn vào đây á, là continue to control panel luôn ha các bạn. Các bạn sẽ chọn vào đây để các bạn edit cái tên miền này, editor cái tên miền này. Đó, như vậy là các bạn đã thành công rồi ha. Bây giờ mình sẽ trở về cái email nè. Ở đây, các bạn sẽ chọn verify ha. Các bạn sẽ chọn vào đây nè. Chọn cái email đầu tiên. Rồi các bạn sẽ kích vào trong cái đường link này nha. Các bạn kích vào trong đường link này verify cái tên miền của mình nha. Tên miền quốc tế, các bạn sẽ chọn vào đây. Như vậy là được nha các bạn. Rồi như vậy là các bạn đã verify cái tên miền rồi. Ok. Rồi bây giờ các bạn sẽ về cái trang hosting. Đó, như vậy là các bạn sẽ có cái tên miền như thế này rồi ha các bạn. Đây. Và bây giờ mình chỉ có việc là sử dụng thôi nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn chọn cho mình đó là Start Now. Đó, các bạn sẽ chọn cho mình đó là Select Domain ha. Các bạn chọn vào đây. Rồi. Sau khi các bạn chọn Select Domain rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành và mình sẽ tạo website ha các bạn. Các bạn chọn cho mình là WordPress ha các bạn. Đây WordPress hay là WooCommerce vậy nè. Đây các bạn sẽ chọn cho mình đó là WooCommerce nha. Cộng với WordPress các bạn sẽ chọn vào đây. Và video hôm nay mình chia sẻ đến các bạn đến đây là hết. Các bạn xem video mình hữu ích, các bạn hãy đăng ký và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Xem video của mình hướng dẫn là website. Các bạn vào trong website là media.nguyentrọnghiển.com. Thì đây mình đã chia sẻ cho các bạn toàn bộ những cái video làm website sẽ giúp cho các bạn tự mình thiết kế ra những cái trang website nha các bạn. Rồi video hôm nay mình chia sẻ đến các bạn đến đây là hết. Chúc các bạn thành công. Khi mà các bạn đăng nhập trong cái hosting này á thì các bạn sẽ thấy domain. Cái domain á mình đăng ký á, nó đã cho mình luôn rồi nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ vào trong cái phần nó có hai phần, thứ nhất là phần hosting, thứ hai nữa là phần domain. Ở đây là domain, ở đây là hosting. Bây giờ mình sẽ vào hosting nha. Chọn vào manager. Rồi sau đó các bạn sẽ thấy sẽ có những cái phần. Ở đây á, mình chia sẻ cho các bạn, đây là phần username. Như những cái hosting khác, không có gì khác hết thưa các bạn. Địa chỉ IP, nó hỗ trợ cho mình là thứ nhất là WordPress. Mình sử dụng là WordPress. Thứ hai nữa là sử dụng, chúng ta sẽ ở đây á là nó hỗ trợ cho mình các dịch vụ email. Rồi ở đây nó hỗ trợ cho chúng ta là sử dụng domain, subdomain. Các bạn nhìn thấy đây là quản lý file. Rồi ở đây là database, PHP, MyAdmin. Với cái website của mình á, thì mình sử dụng cơ bản thôi. Đó là sử dụng WordPress. Thì mình chia sẻ cho các bạn để thiết kế